Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch, đặc biệt là giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, nhất là các cơ sở y tế, vừa duy trì các giải pháp phòng chống dịch bệnh, vừa phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Đa khoa thành phố hiện tiếp nhận mỗi ngày hơn 2.000 lượt bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú và luôn có trên 1.000 bệnh nhân nội trú. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vẫn duy trì các giải pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ của chúng tôi, khoa khám bệnh trung bình tiếp nhận từ 2.000 đến 2.500 lượt bệnh mỗi ngày. Do đó, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi đi khám bệnh. Tất cả thân nhân, bệnh nhân và khách hàng khi đến bệnh viện đều được phân luồng sàng lọc nhiễm COVID-19. Khi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, chúng tôi sẽ đưa vào một cái khu khám sàng lọc riêng. Nơi đây nhân viên y tế sẽ được mặc đồ bảo hộ để khám cho bệnh nhân. Trong trạng thái bình thường mới, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tập trung phát triển chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực điều trị. Đặc biệt, bệnh viện vẫn duy trì các ekip thường trực, sẵn sàng nhận lệnh khi có tình huống khẩn cấp xảy ra liên quan đến dịch bệnh. Bệnh viện thì đã có thành lập hai cái đội phản ứng nhanh. Thì từ bắt đầu mùa dịch đó, bây giờ thì ở khoa truyền nhiễm luôn là nhận các cái ca mà ở trên khu cách ly hoặc là từ nước ngoài họ về. Thì những trường hợp này là họ có những bệnh nền mà cần phải về ở đây để theo dõi điều trị bệnh nền, đồng thời là cũng là cách ly bệnh nhân cho đủ 14 ngày theo quy định. Từ khi dịch bệnh COVID-19 khởi phát đến nay, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch, từ khâu tuyên truyền, điều tra dịch tễ cho đến tiếp nhận người từ các vùng dịch về Cần Thơ cách ly và điều trị. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố đã điều trị thành công cho 7 bệnh nhân và vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân mắc COVID-19 từ nước ngoài về. Khi mà bảo vệ được bệnh viện an toàn là cả một cái tập thể. Cái phương châm tụi tôi đưa ra là phải có 3 lớp. Lớp thứ nhất là làm cái lớp khai báo y tế. Cái lớp khai báo y tế này rất quan trọng, tức là những người này có ho sốt hay đến về từ cái vùng dịch tễ đó thì chúng ta phải chú ý và chúng ta cách ly liền. Cái thứ hai nữa là khi mà có ho sốt rồi và có những cái triệu chứng mà nghi ngờ từ vùng dịch tễ về đó thì chúng ta phải có phòng cách ly. Còn nếu mà người ta không đi vào đây mà đi thẳng trong khoa mình, chẳng thông qua điều trị mà ta nằm trong đó, ví dụ như xe cứu thương ta chuyển thẳng như giống đó, thì cái này là cái phải nói là trong thời gian vừa qua chúng tôi đã liên kết với có những cái thông báo với các bệnh viện là phải có sự khai báo và có cái sự và đánh giá trước. Nếu mà chúng ta muốn chuyển những trường hợp ho sốt và đi dịch tễ về phải nên hội chẩn trước. Mà nếu mà bệnh viện nào, chứ không phải là riêng bệnh viện Lao về bệnh phổi mà mình làm, không một bệnh viện nào bỏ sót ba cái bước này. Mà bỏ sót ba bước này thì chúng ta sẽ thấy là cái nguy cơ mà để lây lan trong bệnh viện là rất lớn. Với cái vai trò là bệnh viện Lao là nơi để tiếp nhận điều trị thì trong thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng tuân thủ rất nhiều cái nguyên tắc từ phía Bộ Y tế về phía ngành, đảm bảo rất là tốt trong công việc cách ly cũng như công việc điều trị, công việc phân luồng khám chữa bệnh trong thời gian vừa qua để bảo vệ tốt cho bệnh viện tới ngày hôm nay. Có thể nói, sự đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã làm nên thành công của thành phố Cần Thơ trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những nơi lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch, gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước. Gần đây thì Cần Thơ thường xuyên đón những cái chuyến bay nhập cảnh đưa người nước ngoài về, thì coi như là cái cán bộ kiểm dịch y tế của CDC Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với hải quan và cảng hàng không để thực hiện việc đón tiếp sàng lọc những người nhập cảnh theo đúng quy định của Bộ Y tế, và trong đó là quan tâm đến vấn đề đưa đón rồi sau đó là về khu cách ly, thì coi như là phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự của thành phố đảm bảo cái vấn đề mà phòng ngừa lây nhiễm chéo ở trong các cái khu cách ly. Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 5089 ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, Sở Y tế thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế, tăng cường phân luồng, sàng lọc, chú ý khai thác các yếu tố dịch tễ của tất cả người đến cơ sở y tế, bao gồm cả nhân viên y tế, tuân thủ bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi đông người, kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế,
trang bị đầy đủ bảo hộ cho lực lượng chống dịch, tăng cường đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và bùng phát, lây lan dịch từ cơ sở y tế, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị đáp ứng với từng tình huống dịch COVID-19 xảy ra tại đơn vị, phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố trong đào tạo, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết người có yếu tố tiếp xúc ca bệnh nghi ngờ để kịp thời phân luồng cách ly. Tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và khắc phục các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.